anyway. Đau đỡ nhiều cho tí đau nhé. Tối dậy thì mình đi thử thôi.
Chuông bao nhiêu? Chuông 10 nghìn thôi. 10 nghìn á? Ừ. Bây giờ thì 2 chuông nào. Chuông nhá. Này, con mà phải chứ nó. Đây mẹ tu ra giá thằng này coi giá. Ăn chưa? Nó toàn nhiều. Hai con này đúng đấy. Bán theo chùm hay theo cân hả chú? Bán theo chùm đó thôi. Toàn bán theo chùm. Chị xin nhé. Cảm ơn chị nhé. Để biết nha. Quán này tính tiền cái này cho anh nhé. Vâng, vâng. Tổng là
270. Anh. Anh về à? Ừ, anh vừa về. Chân em đỡ rồi à? Đỡ hơn nhiều. Số 8 được thấy là tốt rồi. Nhưng mà nó có. Thế này là anh không rời đi được rồi đấy. Anh chuẩn bị đi á. Anh chưa, còn ở đây với em vài ngày nữa. Muốn anh đi không? Nói chờ đây lấy đồ ấy. Anh đi lấy quả về ăn. Ăn cái này rồi. Có quả. Bây giờ
bao giờ đẹp đấy. Điện mua cho cái chảo chân tin. Hôm nay anh đi rừng gặp gốc quả sai nhiều nên anh mang đi ra chợ bán. Mới có tiền để mua cho em. Ôi, quả này ngon lắm ấy. Để anh thử xem này. Anh có vừa không? Quả này